Hello anh em nha, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm trước các bạn có một bạn comment vào kênh video của mình ấy, các bạn hỏi là em chạy xe winner cũng hơn 2 tháng rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chưa được mùa, các bạn chạy vẫn sang số, vẫn còn rất là dập, nên mình sẽ trong video này mình sẽ cùng anh em thảo luận về vấn đề này nha. Cũng đang hết xăng rồi, bây giờ mình phải đổ xăng cái đó nè. Đổ xăng xong rồi mình sẽ cùng nhau mình bàn về cái vấn đề này nhé. Thì mình nghĩ là các bạn chạy xe không được mượt thì nó cũng khá là nhiều những nguyên nhân mà gây lên là không được mượt đó các bạn. Có lẽ là các bạn sang số nó không đúng vòng tua của nó nè, và hay là hoặc là các bạn nhả côn nó hơi gấp, hoặc là nhả côn nó hơi nhanh hay chậm tùy vào cái trường hợp. Do đó để mà khi mà các bạn mới mua xe winner về và các bạn những cái ngày đầu các bạn chạy á, thì các bạn phải có một cái thói quen đó là các bạn phải để ý cách chạy của mình, để ý tiếng xe của mình, để ý cái cách bóp côn, cái cách vào số của mình. Các bạn phải để ý tất cả. Khi mà các bạn nhả côn như thế nào, các bạn nhả côn nhanh hay chậm và cái trường hợp nào. Mình sẽ lấy ví dụ giống như các bạn đi nhanh. Tức có nghĩa là các bạn đi tua cao thì các bạn phải nhả côn nhanh hay chậm, thì các bạn cứ thử các bạn. Các bạn là đi tốc độ đó các bạn nhả, nếu mà các bạn sang số các bạn nhả thao tác các bạn nhả côn hơi nhanh thì nó có giật máy, nó có giật hay không. Và cũng cái tốc độ đó, nếu các bạn mà sang số và nhả côn hơi chậm thì nó có giật hay không, đó các bạn phải thử đó các bạn. Bạn phải tập có một cái thói quen, đó chính là sang số, lên số và về số. Khi mình đi nhanh thì mình lên số, mình đi chậm thì mình về số. Giống như trường hợp này, mình đi chậm thì mình về số, thì và khi mình đi nhanh thì mình lên số. Và những cái trường hợp á mà khi mà các bạn ví dụ ở cái tốc độ này, các bạn muốn, mình sẽ lấy một cái trường hợp ví dụ cụ thể mình sẽ đi cho các bạn xem. Ví dụ ở cái trường hợp này mình muốn đi nó cho cái xe nó nhẹ nhàng nhất có thể, và thì mình có nghĩa là mình đi gọi là mình đi tốc thấp và vòng tua thấp, tốc thấp vòng tua thấp, tức là mình khoảng ở tốc độ này là mình muốn sang số rồi chứ mình không muốn đẩy vòng tua lên cao nữa, cho cái xe nó nhẹ nhàng, nó không có quá gồ, nó không có quá hú đó các bạn, thì mình sang số nè. Đó thì tức có nghĩa là khi mà các bạn đi với tốc thấp tua thấp, khi sang số thì các bạn phải nhả côn nhẹ tí xíu và điểm ga nhẹ nhàng theo, nó phối hợp nhịp nhàng giữa tay điểm ga và tay côn nữa. Đây tốc độ giảm lên nè, đó thì mình nhả phải nhẹ nhàng đó, các bạn thấy không, chiếc xe nó không giật, nó rất là mướt, số 4 cũng vậy luôn đó. Các bạn phải nhả nhẹ, tức có nghĩa là khi các bạn đi một vòng tua tốc thấp, vòng tua cũng thấp thôi, các bạn đẩy tua không còn quá cao, thì các bạn muốn nhẹ nhàng á đó. Đó các bạn phải nhả côn cho nó nhẹ nhàng, các bạn đừng nhả giật, nhả nhanh quá nó sẽ bị giật. Nhả nhanh mà các bạn cái tay ga các bạn không phối hợp nhịp nhàng nó sẽ bị giật. Đây mình sẽ bắt đầu lại từ đầu khi mà mình lên số nhẹ nhàng cho các bạn xem nha. Số 2 nhẹ nhàng đó, các bạn nhả côn từ từ thôi, đồng thời điểm ga nhưng mà nó phải nhẹ nhàng. Số 3 cũng nhẹ nhàng, số 4 cũng nhẹ nhàng luôn đó. Mình có một thói quen đó là khi mình đi phố á, mình không có việc gì gấp thì mình đi rất là nhẹ nhàng. Nhiều khi mình đi tốc độ bình như này các bạn, rồi mình chạy số 5 đó, nó rất là nhẹ nhàng, cái máy của mình nó có tiếng nó rất là nhỏ, rất là êm ái. Thì có một bạn vào bình luận vào clip của mình, nó nói rằng mình chạy 30 mà chạy số 5 á thì nó sẽ rất là ảnh hưởng, là không tốt. Thì mình biết điều đó đó các bạn, nhưng sang cái tư này thì các bạn về số, nhưng không phải là mình đi chậm
mình đi chậm mà mình đi số cao là không tốt đâu các bạn. Khi mà các bạn đi đều đều với một cái tốc độ mà các bạn muốn máy nó êm á thì các bạn vẫn có thể đi số cao được nha các bạn. Đó, giống như ở tốc độ này thì mình muốn đi số 5 cho cái máy mình nó nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải giữ bình ổn cái tốc độ đó, các bạn không có muốn không, các bạn không được tăng lên đó các bạn không được lên ga hay đột ngột. Tại các bạn lên ga thì cái lực kéo của cái hộp số nó không có. Do đó khi đó, các bạn đi với tốc độ bình bình thì ok, nhưng mà nếu các bạn đi với các bạn muốn tăng tốc độ lên đó, đó mà, thì các bạn phải về số. Mình thấy mình nhảy rất là nhẹ nhàng tại vì mình đẩy cái vòng tua rất là thấp, thì các bạn khi các bạn đi các bạn lưu ý để ý cái vòng tua của xe của mình, từ cái vòng tua nào nó nhích cao hơn cái xíu thì cái tốc độ nhả tay côn của các bạn và cái tốc độ và cái phần điện tay ga lên ga nó cũng khác nhau nữa, nó không phải nó giống nhau hoàn toàn nữa các bạn. Nên các bạn chạy các bạn lưu ý để ý cái xíu, các bạn phải tập. Ui, mình có điện thoại các bạn. Có điện thoại. Alo. Alo nghe. Anh đang đâu? Rồi đợi em tới ngày để em chạy về. Em đang bên trường đạo là. Shipper gia đoạn em ơi. Do đó các bạn đừng có nghĩ rằng là mình chạy số cao mà ở tốc thấp thì nó không có tốt, nó rất là lõm, thì không có đâu nha các bạn. Nhưng mà khi các bạn muốn tăng tốc độ lên, muốn tăng gia tốc lên đột ngột thì các bạn phải về số, các bạn mới lên được. Đó, cái xe mình nó mới có độ kéo của hộp số. Nếu mình khi mình đi mình bình đó, mình để mà số cao đó, thì các bạn lên ga kéo lên đó, thì cái nồi mình nó dễ tuột lắm, thì các bạn nhớ lưu ý cái vấn đề đó nha. Đó, các bạn phải lưu ý với vấn đề đó. Còn khi nào thì nhả côn nhanh để giúp cho cái xe nó mượt, thì khi mình đi tốc độ cao và đẩy vòng tua lên cao, mình sẽ đi cho các bạn xem đường hơi hẹp nha, đợi xe này qua đó, đi tốc cao đẩy vòng tua lên cao chút xíu, mình không đẩy lên mát đâu nha các bạn, hơi cao chút xíu thôi. Đó, các bạn thấy mình bút côn không? Các bạn thấy không? Tức có nghĩa là khi các bạn đi nhanh, đi tua cao, đẩy tốc độ lên cao thì các bạn nên nhả nhanh chút xíu. Chứ các bạn mà nhả chậm như các bạn mà đi ở cái vòng tua thấp á thì chiếc xe nó bị giật khủng khiếp lắm. Do đó mình nghĩ cái thói quen mà để và giúp cho nó chiếc xe mình không bị giật nhất á là cái điểm mấu chốt quan trọng nhất, đó là cái lực, cái bốt côn của các bạn. Các bạn phải bốt côn thường xuyên, các bạn phải tập cái thói quen bốt côn, nhả côn như thế nào, ở tốc độ bao nhiêu, ở cái dòng tua nào thì mình nhả nó hợp lý nhất. Nè, giống như số 2 này mình nhả là nhẹ nhàng mình lên, còn tua thấp thì mình nhả nhẹ nhàng, các bạn thấy không, mình nhả nó giữ đây nè, đó còn tua thấp nè. Anh em dạ em nhiêu anh? Dạ 224. Thì những cái điều lưu ý mình muốn chia sẻ với các bạn thôi đó các bạn. Các bạn phải để ý chiếc xe của mình, tại vì á mình các hành trình côn của mỗi xe mỗi khác, tức là ngắn dài mỗi khác, và cái độ ghì, cái độ khi mà các bạn nhả gấp bao nhiêu mỗi xe nó cũng khác nữa. Khi hành trình côn nó khác nhau thì cái tốc độ nhả côn của các bạn nó cũng khác nhau nữa. Nếu các bạn, do đó các bạn phải tập thói quen, các bạn để ý. Bạn muốn đi nhẹ nhàng thì phải chạy cái cách nào đó, thấy không? Mình đi số 4 mình đi muốn đi nhẹ nhàng nhất nè, cho chiếc xe nó êm, nó không có bị quá gồ. Mình đi số 5
Còn các bạn muốn đi mà dạng kiểu bạo lực á, mình sẽ ra, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đây mình sẽ lấy ví dụ từ cái đoạn này để cho các bạn dễ hình dung nha. Đi mình sắp phát từ số 2 nè. Mình sẽ đẩy tua lên cao, mình sẽ búng số để cho có mấy mượt mà để mình chạy cho bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Cái xe của mình nó không có giật. Khi mà các bạn đẩy tua lên càng cao nữa, mình mới đẩy tua lên khoảng 8.000, 9.000 nữa các bạn. Nếu mà các bạn đẩy lên khoảng 9-10.000 đó, thì lúc đấy các bạn búng phải nhanh hơn nữa. Không có đường ngâm nên là mình chỉ test một đoạn ngắn cho các bạn xem để các bạn so sánh khi mà mình đi cái cách bóp côn của mình, khi mà mình đi mình đẩy đồng tua lên cao và những cái trường hợp khi mà mình đẩy đồng tua thấp thì nó khác nhau như thế nào đó. Và cái cách chạy của mình nó là cũng dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình, theo cái kinh nghiệm của mình theo dựa trên những cái kinh nghiệm ít ỏi của mình đã chạy được khoảng vài năm rồi các bạn. Nếu như các bạn mình các bạn thấy được cái cách chạy của mình nó có lỗi gì đó hay là không hợp lý ở điểm nào thì các bạn cứ góp ý với mình bằng cách comment thì mình dưới video nha, mình sẽ cùng nhau bàn luận sâu hơn. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách chạy khác nhau và nó sẽ giúp cho chiếc xe mình nó sẽ có một cái độ bốc và độ mượt nó cũng khác nhau nữa. Nên mình chỉ chia sẻ với các bạn cái cách chạy của mình để mà mình cảm thấy nó mượt mà nhất thôi. Chứ đó không phải là cái cách chạy mà mình nói là cách chạy đúng nhất hay là cách chạy chuẩn nhất. Do đó thì các bạn có ý kiến nào khác thì cứ comment vào bên dưới video nha. Vậy thì video của mình xin kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.